Nhu cầu về các sản phẩm bảo vệ đường hô hấp đã tăng vọt, đây là những điều cơ bản. Trong đại dịch coronavirus, mặt nạ, một khi được dùng cho các ngành nghề cụ thể, đang nhanh chóng trở nên phổ biến. Không phải tất cả các loại mặt nạ đều giống nhau. Lọc mặt nạ phòng độc thường được gọi là khẩu trang N95, được quy định bởi Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Lao động. Để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại mặt nạ này và các sản phẩm thay thế khác, Honeywell đã tăng cường sản xuất tại nhiều cơ sở trên toàn cầu. Dưới đây là phân tích về mặt nạ N95 là gì. N, đây là một loại thư xếp hạng người phục vụ. Nó là viết tắt của nonoi, nghĩa là nếu không có các hạt gốc dầu thì bạn có thể sử dụng mặt nạ trong môi trường làm việc. Các xếp hạng mặt nạ khác là R chống dầu trong 8 giờ và P chống dầu. 95. Mặt nạ kết thúc bằng số 95, có hiệu suất 95%. Mặt nạ kết thúc bằng số 99, có hiệu suất 99%. Mặt nạ kết thúc bằng 100, có hiệu suất 99,97%, và điều đó cũng giống như bộ lọc chất lượng HEPA 3 micron. Mặt nạ lọc bỏ các chất gây ô nhiễm như bụi, sương mù và khói. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, chất liệu, vật liệu lọc trên mặt nạ là sợi polypropylene không dệt tĩnh điện. Van. Một số mặt nạ N95 dùng một lần đi kèm với van thở ra tùy chọn. Sự hiện diện của van thở ra làm giảm sức cản của quá trình thở ra, giúp bạn thở ra dễ dàng hơn, thở ra theo CDC. Để biết thông tin về cách tự bảo vệ mình trong đợt bùng phát COVID-19, hãy liên hệ với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe địa phương của bạn. Đến thăm CDC và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Mặt nạ N95 có thể tái sử dụng không? Mặt nạ N95 không được sử dụng lại, Kelly nói, trước sự sốc và mất tinh thần của tôi. Một số người nói với tôi rằng họ đeo cùng một chiếc mặt nạ trong nhiều ngày hoặc thậm chí một tuần mà không thay đổi. Điều đó không chỉ ngu ngốc mà còn cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt nếu mặt nạ của họ không được khử nhiễm bởi một trong những máy khử nhiễm mới hơn. Không giống như khẩu trang bằng vải, có thể giặt máy và đeo hàng chục lần. Khẩu trang N95 tốt nhất chỉ phát huy tác dụng khi đeo một hoặc hai lần. Bạn nên loại bỏ mặt nạ ngay sau đó, chúng không có nghĩa là được rửa sạch và sử dụng lại. Theo hướng dẫn của FDA, hãy vứt bỏ khẩu trang N95 của bạn bằng cách đặt nó vào một túi nhựa và bỏ ngay vào thùng rác. Rửa tay sau khi sử dụng mặt nạ phòng độc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.